Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Cuộc sống luôn hiện hữu vô vàn các câu chuyện dài ngắn, buồn vui khác nhau. Trong đó, ẩn chứa nhiều bài học triết lý nhân sinh sâu sắc, giúp chúng ta có thêm chiêm nghiệm và góc nhìn thú vị về cuộc đời. Câu chuyện 1. Một anh chàng đến công ty xin việc. Tới nơi phỏng vấn, đi qua hành lang, anh nhìn thấy mảnh giấy vụn dưới chân và đã nhặt nó bỏ vào thùng rác. Hành động của anh tình cờ được người phỏng vấn đi ngang qua nhìn thấy. Vì vậy, anh ta đã nhận được việc làm. Cảm ngộ. Hóa ra, để đạt được sự đánh giá cao thật đơn giản, chỉ cần dưỡng thành thói quen tốt. Nhiều hành động có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nó lại phản ánh giá trị của một con người và khiến mọi người xung quanh nể trọng. Câu chuyện 2. Có một chàng trai học việc tại cửa hàng sửa chữa xe đạp. Một khách hàng đưa xe đến sửa. Người thợ học việc này không chỉ sửa chữa tốt mà còn lau chùi chiếc xe rất sạch sẽ. Những người khác nhìn thấy thì không khỏi cười nhạo, cho rằng anh đã làm một việc vô ích. Một ngày sau, khi người chủ lấy chiếc xe đạp về nhà, ông đã quay lại và mời anh đến công ty của ông để làm việc với mức lương cao. Cảm ngộ. Tạo ra sự khác biệt rất đơn giản, chỉ cần làm tốt và làm nhiều hơn một chút. Có những hành động không vụ lợi, mang cái tâm trong sáng, đôi khi sẽ đem lại những điều may mắn trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Câu chuyện 3. Một em bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp." Bà mẹ hỏi: "Ơ, sao con lại khen mẹ như thế?" Em bé trả lời: "Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận." Cảm ngộ. Hóa ra để trở nên xinh đẹp lại dễ dàng đến vậy. Chỉ cần không nóng giận là đạt được rồi. Vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta. Nếu một khi nổi giận, tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm đi. Vì thế, người xưa mới khẳng định rằng tâm sinh tướng. Bởi vậy, muốn để trở nên đẹp hơn thì bạn hãy rèn luyện cho tâm hồn của mình luôn thánh thiện bạn nhé. Câu chuyện 4. Ông chủ trang trại nói với con của mình rằng cần làm việc chăm chỉ ở trang trại mỗi ngày. Bạn bè nói với ông không cần bắt bọn trẻ phải vất vả như thế, cây trên nông trại cũng vẫn phát triển tốt cơ mà. Ông chủ trang trại trả lời: "Tôi không phải là vì chăm sóc cây nông nghiệp mà làm vậy. Tôi là đang bồi dưỡng thói quen tốt cho các con tôi." Cảm ngộ. Thì ra, dạy bảo một đứa trẻ rất đơn giản, để chúng nếm trải một chút vất vả là được rồi. Cách dạy con nên người tốt nhất là để chúng tham gia lao động, để chúng hiểu được giá trị lao động và thông cảm với sự vất vả của cha mẹ chúng. Câu chuyện 5. Con ếch sống bên bờ ruộng nói với con ếch sống bên đường: "Ở đây nguy hiểm quá, hãy chuyển đến chỗ tôi mà sống." Con ếch sống bên đường nói: "Tôi ở đây quen rồi, không muốn chuyển đi đâu cả." Mấy hôm sau, con ếch sống bên bờ ruộng đi thăm con ếch ở bên đường thì phát hiện nó đã bị xe cán chết, xác đã khô cả rồi. Cảm ngộ. Kỳ thực, nắm chắc vận mệnh rất đơn giản, đó chính là rời xa sự lười biếng. Hãy thực hiện theo những lời góp ý chân thành, đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình. Đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình. Câu chuyện 6. Cụ già nói với đứa trẻ: "Nắm chặt nắm tay của con lại, nói cho ông biết con thấy thế nào." Đứa trẻ nắm chặt tay lại rồi nói: "Hơi mệt ông ạ." Cụ già: "Thử nắm chặt một chút nữa xem." Đứa trẻ: "Con thấy mệt hơn ông ạ, có một chút tức thở nữa." Cụ già: "Vậy thì con buông tay ra." Đứa trẻ thở một mạch, thoải mái hơn nhiều rồi ạ. Cụ già: "Khi con thấy mệt, con càng nắm chặt, con càng mệt."
buông nó ra sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy. Cảm ngộ, đạo lý đơn giản, biết buông tay mới thấy nhẹ nhõm. Câu chuyện 7. Nước hoa của công ty Bách Hóa, 90% là nước, còn 5% là khác nhau. Đó đều là nhờ bí mật công thức khác nhau. Con người cũng như vậy, 95% mọi thứ căn bản là như nhau. Sự khác biệt then chốt chỉ ở 5% mà thôi, bao gồm sự tu dưỡng, buông bỏ dục vọng. Điều này quyết định hạnh phúc hay đau khổ của mỗi người. Cảm ngộ, tinh dầu phải sắc 5 năm, 10 năm mới pha chế ra được nước hoa. Con người cũng vậy, phải kinh qua phát triển rèn luyện mới có được hương vị độc nhất, vô nhị. Câu chuyện 8. Sư phụ, nếu các con muốn nấu một nồi nước sôi, nhóm lửa đến nửa chừng rồi mới phát hiện không đủ củi đốt, các con làm thế nào đây? Có đệ tử nói, phải nhanh đi tìm củi. Có đệ tử nói, đi mượn củi. Có đệ tử nói, đi mua. Sư phụ, vậy tại sao các con không đổ bớt nước ra khỏi nồi? Cảm ngộ, chuyện trên đời không phải tất cả đều như ý mình được. Chỉ có xả bỏ đi mới đạt được đắc ý. Câu chuyện 9. Một hôm, người cha lỡ làm lạc mất chiếc đồng hồ đeo tay. Ông bực bội lục lọi tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm cả buổi cũng không thấy. Đợi đến khi ông đi ra ngoài, đứa con lặng lẽ vào phòng, trong chốc lát đã tìm được. Người cha hỏi, sao mà con tìm ra được vậy? Đứa con nhỏ trả lời, con chỉ ngồi im lặng. Một lát sau, có thể nghe được âm thanh tích tắc nho nhỏ, thế là con tìm ra. Cảm ngộ, chúng ta càng nôn nóng tìm kiếm, càng tìm không ra thứ mình muốn tìm. Chỉ có bình tĩnh lại, mới nghe được âm thanh tự trong đáy lòng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha! Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé! Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!